Xin chào nhà ha, thì hôm nay mình về ruộng mình rong cành lặt lá bấm chặn ha, thì để cho cây mai mình muốn khỏe đẹp thì phải làm nhiều nhiều lần đó, sâu nhóc luôn nè. Nhưng mà bây giờ là rong cành lặt lá ha, bấm chặn thì cây mai này cũng hớt nhiều lần rồi mới được như vậy ha. Bây giờ cô bác anh chị sẽ dùng tay lặt lá hết chân, lá chân ha, bỏ. Nói chung là cái công đoạn này nó cũng đuối chứ không phải nó yếu đâu, nó cũng mệt lắm. Không làm thì cây nó không đẹp, mà không đẹp thì ít người mua vậy thôi. Còn muốn nuôi thả thì cứ bình thường. Lặt lá chân xong cứ cầm tuốt đại đi cả nhà. Mình chừa lá ngoài, bấm ở trong bỏ nè. Không có gì mà để hết đó. Mình rong vậy á để làm chi? Để mình phun sâu bộ trĩ, nhện, rễp đồ dễ. Thoáng ha. Mình một nhánh, một cây mình lấy một nhánh thôi ha. Lấy hai ba nhánh là nó không có thở nổi đâu. Nhánh lớn thì lấy hai nhánh, còn nhánh nhỏ lấy một nhánh thôi. Rong hết bỏ hết đi. Cả đống đây tác dụng gì đâu. Tuy công việc nó nhẹ nhàng nhưng mà phải nó hơi lâu ha. Nhánh này bỏ luôn, dọn tàn vậy đó, cái cây nó mới đẹp. Thì hồi Tết con tàn rút hình nè. Thì giờ trồng tới giờ là cỡ 4 năm tấc hết ráo rồi. Thì giờ lọc cành, nước một là lọc cành. Vậy mà sao để anh em nó đặt gần, nó rần rần trong đây, nó đâu có bông hoa đâu mà nó mất sức chứ làm cái gì. Nè, nó cả đống ở đây nè, nó mất sức chứ làm gì, đâu bông hoài đâu ha, bỏ hết đi. Cây mình muốn đẹp thì phải rong cành, rong cành rồi xong là hết cho nó tròn lại cái phun bông đọt rồi đọt bắn ra ha. Chứ đâu có để được. Hết bỏ hết ha. Cây nó mới đẹp. Chứ không có mà để hoài, để một đống vậy nè. Mình rong cành, lấy cành chính thôi.
chứ mà tược nó ra chỗ mé trong đây là nó không có đạt. Cành cơm không, nó không có bông. Cái này là chịu khó lấy cái cây dù ra ngoài che là ngồi làm. Cành cơm nhiều quá, cây nó đâu có bông hoài đâu cả nhà. Đó, nhìn cảm giác nó chật chật chứ nó không bông. Không thấy đường. Đó, anh em thấy gì nãy giờ thấy gì không? Chắc cũng khó ha. Rong cành hết ráo rồi nè. Một nhánh trở lại hai nhánh mọc vậy, giống vậy là ok ha. Đó. Một nhánh bự. Vậy là xong ha. Đó, một cái quy trình đơn giản vậy đó. Nè, mọc ngược nè, bấm vô. Cả đống vậy bông hoa vậy đây. Thoáng ha, cắt bỏ hết đi. Cả nhà thấy tác dụng của bung đọt không? Sắt cái tàn phun bung đọt là đọt bắn ra rần cũng cắt bỏ hết nè. Muốn mà tàn đều đẹp là phải cắt. Rồi sau đó khi mà rong cành ha, cho nó thoáng ha. Chứ không phải đè cắt tùm la nha. Thì một cái cây xong ha. Bấm chặn ha. Bấm chặn xong phun bung đọt, đọt bắn ra tiếp. Bây giờ thả tới đến chừng nào mà ăn Tết á, khi mà lật lá đó, hoặc là phun rụng lá là hớt tóc trước khi là khi phun ha. Hớt cho nó tròn giống vậy nè. Còn giờ là mình chỉnh tàn cho nó thẳng ra thôi. Rồi loại bỏ những cái cành nào nhỏ bỏ, lật lá trong. Rồi bấm chặn cái. Đó, thành một cái cây mai đơn giản ha. Đó, đẹp. Đó, giờ bây giờ tới cái đọt. Rồi xong ha. Cái đọt phải cho nó vươn cao hơn chút. Đó là cây mai một cốt đường thông là vậy đó. Đó, vậy là xong một quy trình làm một cái cây ha. Vài phút thôi. Đó.
Cây nhỏ thì vài phút ha, cây lớn 1 tiếng ha, cây lớn nữa 2-3 tiếng. Nói chung là làm quản giờ nào làm giờ đó, có nghĩa là cứ từ rằm tháng 4 tới rằm tháng 5 của anh chị là phải là lặt lá trong vậy nè. Bấm chặn, rút hình, bỏ những cái cành nào nhỏ bỏ. Mà cây nó đẹp ha. Thôi xin chào, chúc cả nhà vẻ. Thì anh em nào muốn về đây học nghề thì cứ về. Bao la cũng việc ha. Thôi xin chào. Chúc cả nhà vui vẻ. Thì cô bán chị nào cần cái gì cứ liên hệ ha. Phân bón hay là cây gì đó cứ liên hệ. Thôi xin chào.